Xin chào các bạn, tiếp tục một video nữa về series làm dài Converse. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp một đôi Converse 1970S, giống như bạn đã nhìn tiêu đồ video. Thực ra là mình đã có một video mở hộp trước đó rồi, nhưng mà là một đôi cổ thấp. Và hôm nay sẽ là một đôi cổ cao, để cho các bạn thấy một cái nhìn nó rõ ràng hơn về cổ thấp với cổ cao. Cái hộp của Converse 1970S thì nó màu hồng như này đây, hồng lè luôn. Và nó mở nắp lên như này. Và cái hộp của nó thì cũng khá là lớn đây này, chứ nó không quá bé giống như là hộp của Classic hôm trước mình mở. Các bạn nhìn hộp Classic này, nó nằm gọn ở trong cái hộp này luôn. Đó, hộp Classic thì rất bé, nhưng mà hộp của Converse 1970S thì nó lại màu hồng và khá lớn như này. Mở ra thì chúng ta sẽ mở cái nắp này lên thôi. Đó, bên trong thì tất nhiên là sẽ có giấy gói, nhưng mà giấy gói chất lượng cực kỳ tệ luôn. Nó rất mỏng và dễ rách. Đây, đôi 1970S cổ cao lần này của mình nó cũng là khối màu đen. Khối màu đen, đấy thì mình đã nói nó là cổ cao đây. Màu đen cổ cao. Quả thật là những đôi 1970S này mùi keo cực kỳ thơm luôn. Ok, đây là một đôi, là một chiếc nữa. Đó, và nói về 1970S thì mình cũng đã nói khá nhiều trong video trước rồi. Nhắc lại một tí thôi. Đó là đôi giày này ấy, nó được lấy tên 1970, nhưng thực ra là nó được release vào năm, để xem nào, tầm đầu năm 2013. Và có lẽ được lấy tên 1970 là do đó là khoảng thời gian hoàng kim của Converse. Cái đôi này release vào đầu năm 2013, tức là cái khi mà Converse đã được Nike mua lại cách đấy khá lâu rồi. Mà nếu mà không được Nike mua lại thì chưa chắc đôi này đã ra đời, tại vì Converse họ sẽ tiếp tục làm đôi Classic là đôi truyền thống của họ hàng trăm năm và thậm chí hàng trăm năm sau đây nữa. Và bây giờ chúng ta đã có cái này, và chắc hai thì mình sẽ làm video sau, và hôm nay thì sẽ nói về Converse 1970S phiên bản cổ cao. Và đây chính là hộp của Converse 1970S. Chúng ta sẽ có một hộp màu hồng như mình đã nói, khá lớn, và sẽ có một cái ô đóng khung có ngôi sao và dòng chữ Converse được in ở phía mặt trên. Đây là cách mở hộp lên chứ không phải mở lật ra như này. Và nói tiếp về các cái cạnh khác thì chúng ta sẽ có hình ảnh của đôi giày ở đây. Đó, hình ảnh của đôi giày hình như màu trắng thì phải. Và bên này thì cũng có hình ảnh như vậy luôn. Bên này không có gì hết, và phía dưới đáy thì chúng ta chẳng có gì đặc biệt. Ngoài ra, ở phía này thì chúng ta sẽ có phần con tem. Đó, như bạn thấy thì con tem của đôi giày này nó dán ở đây. Sẽ có dòng chữ Converse này, hình ảnh của giày này, converse.com này. Và giày size men là 10, size women là 12. Trong khi đó thì size mà chúng ta vẫn gọi là size 44, 28.5cm chân. Đây là chân dành cho vượn, không phải người nữa. Và sẽ có một vài các cái thông số khác, như mã này, màu này, cả một cái barcode made in Việt Nam, vân vân. Đó, và mình sẽ mở hộp luôn. Và như mình đã nói, đó là cái giấy gói này cực kỳ tệ hại luôn. Các bạn nhìn thấy này, mỏng manh và vô cùng dễ rách. Rồi, và đây chính là đôi giày với hai chiếc. Chiếc giày này là chiếc giày bên phải, ok. Và đây là chiếc giày bên trái, cũng có luôn một cái tag Converse Việt Nam. Và đương nhiên rồi, mua ở store ra thì chúng ta sẽ có một cái giấy bảo hành và chắc chắn cũng chả dùng đến bao giờ cả. Rồi, ok. Và đây chính là chiếc Converse 1970S phiên bản cổ cao với phối màu là đen và trắng. Cái phối màu này mình cho là một trong những phối màu đẹp nhất và cơ bản nhất của 1970S. Và như bạn nhìn thấy là form giày của nó cực kỳ cứng cáp và nó liền mạch, cùng với đó là nó hoàn thiện tốt hơn nhiều so với phiên bản Classic. Và sự release của đôi này rõ ràng là làm cho Classic gần như là hết chỗ đứng, trừ khi là giá nó quá rẻ thì người ta mới mua thôi. Với lại đôi giày cổ cao này, chúng ta vẫn sẽ có một miếng dán có chữ Converse Chuck Taylor All Star ở phía má trong của giày, ở ngay chỗ mắt cá chân như này. Và nói chung thì về dáng nhé, về cái form giày, về shape giày thì nó tương đối giống như là Classic. Nó chỉ thay đổi về phần chất liệu, cùng với đó là thay đổi làm cho dáng, cái dáng này cứng cáp hơn. Và một số chất liệu khác từ dây, từ vải, từ cao su nó được nâng cấp hơn, thế thôi. Còn lại thì chúng ta hầu như không khác biệt gì lắm về cái dáng. Về mô tả thì chúng ta sẽ có phần upper này làm bằng vải, và vải này, vải canvas này nó dày hơn rất nhiều so với lại cái vải mà làm ở trên đôi Classic. Và chất lượng tất nhiên là tốt hơn. Về cái form nhá, Classic nó sẽ dễ bị đổ cái cổ này xuống này, dễ đổ như này. Nhưng mà cái đôi 70S này form nó cứng hơn nhiều. Đấy, chúng ta sẽ có một cái miếng vải rất là dài và cứng, nó dán ở, à quên, nó được may ở phía sau này, khiến cho toàn bộ cái cổ này nó đứng thẳng hơn, chứ nó không bị đổ giống như kiểu là đôi Classic. Về phần đế thì chúng ta sẽ vẫn có đế cao su thôi, nhưng mà lần này thì nó rất là dày và cứng, cứng cáp hơn nhiều so với Classic. Đó. Và một đặc điểm nữa là nó bóng nhẽ luôn. Có thể qua video các bạn khó nhìn nhưng mà nó bóng lắm, đây này thấy không? Rất là bóng luôn. Đó, chữ cao su này cũng như là đế rất bóng. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái đường cao su đen ở đây. Và ngoài ra ở phía gót sau sẽ có một cái tem màu đen dán lên Converse All Star Chuck Taylor.
cái hồi mà những đôi Converse này được sản xuất tại Mỹ, nó sẽ có dòng chữ dưới này nữa, đó là Made in USA. Thời đó thì Converse còn khá là đắt. Cái đôi này của mình size đúng là size cho vượn, cho nên là vẫn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái lỗ thiếc xỏ dây dày. Và bên này chúng ta cũng sẽ có hai lỗ thiếc để thoát hơi, để cho đỡ bí nữa, để đôi giày còn thở được. Và ngoài ra như mình đã nói, đó là những đường chỉ may thì nó vẫn như vậy thôi. Và chúng ta cũng sẽ có thêm những đường chỉ may ở hai bên hông như này, tại vì nó bên trong giày nó có một cái miếng để chúng ta may cố định. Chỗ này bên trong có một cái miếng vải nữa để nó may vào, khiến cho form giày nó cứng hơn, nó đỡ bị kiểu như là mất form theo thời gian. Về phần cao su của mõm giày thì lần này nó, như mình đã nói, đó là nó rất là bóng và nó bé hơn, nhìn tinh tế hơn khá nhiều so với phiên bản cũ. Và từ cái việc cái mõm giày này nó bóng hơn này, từ cái việc là những vải canvas này nó dày hơn, chỉ may đẹp hơn và sợi dây được làm chất lượng tốt hơn, thì mọi cái khiến cho đôi 1970S này nó trở nên là đáng mua hơn so với lại đôi Classic. Có rất nhiều người bạn bảo mình đó là thời điểm này thì mua Classic nữa làm gì mà mua 1970S, nhưng mình vẫn mua Classic. Thứ nhất không phải là vì nó rẻ, mà thứ nhất, lý do đầu tiên của mình đó là nó là một đôi giày có rất nhiều kỷ niệm. Và thứ hai, đó là mình đã có 70S rồi, việc có một đôi Classic nữa thì có vấn đề gì đâu. Đó, về phần đế ngoài thì nó cũng khá giống như là đôi Classic, nhưng mà có vẻ như cao su nó sẽ làm chất lượng hơn, nó không bị đục đục quá và nó cũng không cứng quá. Ngoài ra thì cái đôi này được in size đây này, size 10, ok. Về phần bên trong vải làm nên đôi này thì nó có màu nó đỡ vàng hơn là đôi Classic, và vải nó dài hơn, như mình đã nói, cả lưỡi gà cũng vậy, nó sẽ dài hơn khá nhiều. Và nói chung là cái lót dài bên trong mình cũng đã mô tả ở video lần trước rồi, nó dài hơn và êm hơn cực kỳ nhiều so với Classic, rất êm luôn, mỗi tội là mình chưa lột nó ra được thôi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho các bạn cùng xem về phần con tem của giày. Như bạn thấy là tem được in khá sâu ở phía bên phải, đó là Made in Việt Nam, size men này, size women này, UK là euro này, cm chân này. Sẽ có cái barcode ở đây cùng với là một số thông tin nữa, unisex, cái gì vân 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 vân. Và mã của nó ở đây. Chúng ta sẽ có một phần ở phía trên này. Ngày trước đôi giày này để chơi bóng rổ mà, cho nên là sẽ, đây là Converse Chuck Taylor. Và đây là phần ghi player name, có nghĩa là cái tên của vận động viên. Ví dụ trong một đội có rất nhiều vận động viên mà lại cùng đi một đôi giày giống nhau, thì chúng ta sẽ ghi tên của chúng ta vào đây. Ví dụ như tên người lạ ở đây này, thì sẽ không bị nhầm lẫn với những đôi giày của các bạn khác, vân 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 vân. Đó, và bây giờ thì mình sẽ thử đi trên chân cho bạn cùng xem. Thank you.